Vâng, xin chào các bác đến với Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe siêu phẩm mới về bên em, model Cherokee Pro. Đây là một thương hiệu Cherokee đến từ Mỹ. Và cái model của xe này là cái model dành cho những cái vận động viên chuyên nghiệp, với cái bộ group Shimano Full Group 1.5 5.8 Japan, và trang bị với cặp khung carbon, càng carbon, yên carbon. Và cái tông màu của nó rất là sport, cái tông màu kết hợp tông màu đỏ đen, đen lì, rất là khỏe xe. Rất nhiều các bác đã hỏi em về những cái dòng xe đua cao cấp, cấu hình cao và siêu nhẹ, thì nay em về một chiếc Cherokee Pro, KF Pro, dành cho những vận động viên chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp. Xe rất là nhẹ các bác nhá. Và bây giờ xin mời các bác hỏi chiếc xe. Vâng, phía trên khung hình các bác đây thì là mẫu Cherokee Pro, KF Pro. Đây là một trong những cái mẫu cải tiến của những cái dòng thương hiệu Mỹ Cherokee, cải tiến hơn những cái model trước đây của dòng xe đạp thể thao, dòng road đua, làm từ hợp bộ hợp kim khung full carbon. Full carbon rất là nhẹ, dành cho những bác ưa thích những dòng xe đạp thể thao, dòng đua nhẹ mà cấu hình rất là cao. Đây là cái mẫu dòng Cherokee KF Pro chuyên nghiệp, dòng cao cấp bên em mới về. Thì cái mẫu Cherokee này thì trên thị trường Mỹ được rất nhiều các bác vận động viên chuyên nghiệp mà ưa thích. Model là KF Pro, khung full carbon, tông màu chủ đạo là tông màu đen. Điểm nhấn là những cái chỉ đỏ trên khung hình xe các bác đây. Đây là cái mẫu xe lý tưởng cho các bác cũng ưa thích những dòng xe cao cấp, dòng road đua. Cổ phốt chính hãng của FSA, đến từ thương hiệu Mỹ, cũng là cái tông màu đỏ đen. Toàn hợp kim nhôm AL7050, hợp kim nhôm xương nhẹ, cũng tông màu chủ đạo luôn. Cổ phốt là FSA thương hiệu Mỹ không nhá. Tay cuốn cũng được người chơi làm theo cái tổng thể xe, cũng có tông màu đỏ đen. Thì trước đây em có về rất nhiều cái mẫu Cherokee, model khác nhau. Thì cái mẫu này so với những mẫu trước là cái model cải tiến hơn. Bên tay trái em là bộ tay lắc của Shimano 1.5, trang bị với 11 tầng líp. Bên tay phải em được bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5, trang bị với 2 tầng líp, 2 tầng đĩa. Đằng trước sử dụng cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Càng carbon, xe là khung này càng là carbon bác nhá. May ở chính hãng của Shimano, may ở Shimano RS11 cao cấp, vành 16 lan, rất là thưa nhá. Căm lái hẹ rồi căm dẹp, vành thưa, nhìn cho cái độ rất là thoáng xe. Đấy. Căm rất là thoáng. Vành nhôm hai lớp của Shimano RS11 dành cho những dòng xe cao cấp. Lốp Canada. Đây một em siêu phẩm mới về bên em cũng rất lâu rồi, em về một chiếc dòng xe full carbon, full group chính hãng của Shimano 1.5. Cọc yên nhôm và yên yên hiệu, yên của hiệu của Ý, yên rất là đắt, rất là cao cấp, rất là đắt. Yên của San Macro, thì dòng yên San Macro là phụ kiện của nó, thương hiệu đến từ Ý, rất là cao cấp rồi. Rất nhiều các bác làm xe đạp thể thao ưa thích cái dòng phụ kiện San Macro. Thì thường các bác chỉ thấy những cái dòng yên San Macro, thường chỉ thấy cái gọng yên của nó là carbon. Mà rất là hiếm về một chiếc xe mà được về nguyên bản mà có một chiếc yên nhé, cả yên. Toàn bộ yên yên ngồi đây. Và gọng yên đều là của carbon, mà cũng là thương hiệu rất là cao cấp của San Macro.
đến từ thương hiệu Ý, carbon toàn phần. Đằng sau sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Đùi đĩa Shimano 1.5. Đùi đĩa Shimano 1.5. 1.5 5.800 bác nhá. 5.800. 5.800 ra bần. Full group Shimano 1.5 5.800 ra bần. Củ đè của Shimano 1.5. May ơ sau là may ơ chính hãng của Shimano DS 11. Trang bị với 11 tầng lip lan thưa, vành nhôm hai lớp, đằng sau sử dụng lớp Canada với cái tông màu đỏ đen, rất là sport, rất là khỏe xe. Đây là một cái mẫu dòng xe chuyên nghiệp mà cho các bác ưa thích, dòng xe đua road. Rất là cao cấp. Và bây giờ xin nói anh đã tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Vâng, chiều cao đứng của xe là size 50. Tiếp các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Bây giờ xin hỏi những chi tiết hoạt động của xe đây. Bedan bạc đạn. Trang bị thêm 11 tầng lip, lên lip. Và nguyên group chính hãng của Shimano 1.5 5.800. Xuống lip. Và rất là trơn tru mượt mà các nhá. Đây là một mẫu xe đua cao cấp mới về bên em. Xuống đĩa. Đùi đĩa khoảng 1.5, gạt đĩa 1.5. Lên đĩa. Chuyển động rất trơn tru mượt mà các nhá. Hiếm về một chiếc mà dòng xe cao cấp mà được cấu hình khủng như vậy. Full carbon và được trang bị thêm chiếc yên sẵn macro full carbon từ yên cho đến gọng yên. Rất nhiều các bác quan tâm em về những dòng xe đua cao cấp thì like về một chiếc đây. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Cherokee hiệu Mỹ full carbon model KS Pro, model của dòng xe chuyên nghiệp và xe trang bị với full group chính hãng của Shimano 1.5. Gọng yên của Sunmark Caro, toàn bộ yên mà gọng yên là của carbon. Và xe giá tốt bên em là 15.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trước ngày mai.